chuẩn. Cái này bác bán thế nào ạ? Cái này ấy, em ơi, cái này là đi đẹp vậy nhỉ. Phát giá là 25 triệu. 25 triệu. Thời điểm. Chú giá kết thúc đúng không? Chú giá kết thúc đúng không? Chú vừa được. Giá cuối cùng. Giá chốt hạ chưa nào. Bao nhiêu hoàn? Dành đúng không? Con ở nhà là cái lô đầu nó về mà thì đây ạ. Lô đầu nó về là mình chọn được. Bên này hoa đỏ này. Cô này. Hoa đỏ mà. Nó lại không phải đỏ hẳn. Nó hơn là nhỏ. Tính tính chẳng. Mẹ thì mình giống vậy, nó vận chuyển rất đầy. Động nó dễ mạnh. Mà nó bằng tường này chứ khỏi phải lắn luôn. Không có lắn nhất cái gì đấy. Nó giặt thôi. Nó giặt thôi chứ không có thể lắn được. Không uống được không? Non không uống được. Đây cái tầm này là uống được. Nhưng tầm này là hơi khó. Quá tay. Cái này nó. Cái đấy của da bên kia. Con này. Không, dây nó sao được anh? Quý vị xem cái nghệ thuật tạo tác bonsai của những nghệ nhân. Anh cũng định là chị mua này anh nhé, đôi cây nhỏ to, còn lấy cây mai, cái dàn mai của anh nhé. Tôi đi vào đi. Tất cái này vào xong. Tê sớm phải thôi nào. Trời tha dính. Tắt được. Gì mà ăn nãy rồi chứ. Không, không có con dư ly sơn nữa mà nào không. Cây tùng là hàn ấy anh bán thế nào? Cây tùng này là 6 triệu anh ạ. 6 triệu cây bonsai ấy. Nhìn côn cây đấy đẹp à, quay siêu hết rồi à, đưa lên bà đó tốt ạ. Ừ đó tốt đi YouTube à, siêu nó có hình ngay mai là có hình ngay à, thế à? Vào trang gì ở đây? Bonsai Hà Phong ạ. Bonsai Hà Phong, cứ vào trang Bonsai Hà Phong là có nhiều lắm. Cứ gõ Bonsai Hà Phong. Ok. Cả thế giới biết luôn đấy. Vâng. Anh từ đâu đến ạ? Ở Hải Dương ạ. Hải Dương. À, Hải Dương này luôn ạ. Từ sáng đến giờ đã bán được nhiều chưa anh? À, từ sáng giờ bán được khoảng 20 triệu rồi. Vâng. Đây đi ngay, đây đi. Anh ơi, con này à. Con này nó bị ghép chỗ này. Không. Anh cười anh đã chơi thì chú biết, đây là anh em thợ nào nói cho nó chuẩn. Đây bác Tùng Kính nổi tiếng Bắc Ninh đấy. Chuyên là săn tìm những cây gì? Vì như này nhá, thì là mình ghép là một con mẹ còn một con. Con này nó nhỏ á? Mà không cổ quái như con kia. Con kia dị hơn đúng không? Ôi nó dị nhiều, tiền nó nhiều. Con đấy em biết rồi, con đấy khị. Tiền nó nhiều, con này nhiều. Thôi được, có khách hỏi thì quyết luôn. Đây ạ, tầm đấy thì... Không, anh ơi. Dày quá. Quay ngồi kia chưa? Cháu quay xong rồi. Quay kia. Có bình phẩm chứ. Tối về có đấy hả? Vâng. Video đầu tiên. Vâng, quý vị xem tất cả những cây bày bán ở đây cũng rất nghệ thuật và đẹp. Hầu như là những cây đã hoàn thiện hết. Bán cả những cây phôi. Có những gốc phôi rất dị và những khối đá cũng rất đẹp. À, cái này bây giờ tăng thêm cái kia đúng không? Dạ. À, không bây giờ nó quay trình độ lắm. Ngày xưa quay mà hình nó còn run nhưng không, qua cái này. Ở đấy. Bây giờ nó có cái chống rung hết. Gốc phôi này anh bán thế nào? 6 triệu rồi. Nhìn ra như gia điền. Cây dành to nhỉ? Gốc tình dành 6 triệu. Đây cũng dành ạ. Cũng dành. Có cái kiểu chậu đẹp quá anh. Chậu gốm nhỉ? Chậu xi măng.
xin văng bóng như gốm, trình độ tạo tác là giỏi đấy. À Phong à? Vâng, bác có mạng gõ luôn. Rồi rồi. Bây giờ đang phát trực tiếp đây. À. Phát trực tiếp là chỉ có làm trên những kênh YouTube ấy, thì phát trực tiếp chỉ có trên máy tính thôi, điện thoại không phát được. Còn phát trên Facebook thì mới phát trực tiếp trên điện thoại đây. Và em biên tập lại. Rồi rồi. Vâng, những lúc rảnh rảnh. Rất đẹp. Tôi sẽ chuyển vào phía bên trong. Không. Cây tùng, tùng La Hán Đài Loan được nhập khẩu về và được bày bán tại đây. Đấy, tùng nguyên. Vế bên trong kia là một quần thể gốc mai chiếu thủy. Vâng, có rất nhiều cây cảnh được bán ở đây và đều là những cây hoàn thiện, nhìn rất tuyệt vời. Đây là một cây linh sam thì đúng, có cái lá, có gai. À, kim quýt à? Cây của anh à? Cái này anh bán thế nào nhỉ? 9 triệu. 9 triệu cái này à? Mình nhìn có gai em tưởng là cây linh sam thôi. Cây rất già. Tùng nán này anh bán thế nào nhỉ? 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi à? Cái này nó cao khoảng bao nhiêu? Xem tổng 35-40 cân. Em hỏi giá tí nếu mà khán giả xem mà thấy. Cây nguyệt quế. Quá kiếm được. Nhưng chắc rồi. Đâu, từ đâu đâu. Đây. Anh Dũng giờ chưa cắm mai đấy nào. Dạ. Từ trước toàn xanh xiu mà. Mai lá trùng quá. Bên trong này có một cây mai. Cây kim quyết quá. À, không có đỏ không? Đồ của thắng ra đấy hả? 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 Đồ của thắng ra đấy hả?
Cái phong này của ngày là phong lá nó gọi là hồng hồng thôi, không đỏ. Cây này ôm đá này. Cây gì mà? Cây già đấy. Đây là cây lúc canh ấy. Cây lúc canh. Cây này cây Văn Giang mang xuống nó ngồi đá này. Cái này bán nào không biết không? À? Cái này bán bao nhiêu không biết không? Bao tiền là thằng chó chết kia. Thằng kia á? Ồ thế à, của mày à? Nó là cây gì mày? Không, nó đỏ, con thắng. Con nó đỏ. Mẹ, tao biết ngay mẹ, mẹ thầy trò cho mày. Đông lắm. Nó bết gì chứ, nó cháy như kiểu cây xéo vậy mày. Ờ, nó đẻ lên đâu rồi à. Cái này là cho vào chậu đá tao là vừa rồi. Vâng. Nhiều chậu vừa cái này lắm. Cái chậu này cũng đẹp mà đó. Nó làm 5 triệu thì là cho vào chậu đá luôn. Việt Nam mình làm mới mút mùa cũng không được cái dân này. Vâng, đây những cây thông Nhật Bản cũng được nhập khẩu cái đây. Cây thông mini. Xứ sở của anh nào? Cái xanh nhét, chả thấy đỏ đẹp đâu kìa. Cây này thì anh bán thế nào? Đúng rồi. Cây đây chị 8 triệu. 8 triệu. Có 5 lá hay bao tiền? Ngon, cái này ngon. Ba lá. Ông ơi. Lá đỏ cái mới đẹp hơn đấy. Ba lá, lá của mình là phong. Nhân cơ của mày ơi. Nó có đỏ không anh? Đây là một tác phẩm mini. Bây giờ mẹ cứ giả 5 triệu là chuẩn làm gì đấy. Cây của ta giật lùi, mẹ mấy chục cây giật lùi luôn. Chơi thùng này. Ba lá. Nước nào có? Thùng này á? Thôi thùng này mẹ hợp với người chúng mày thôi, đéo hợp với ta. Bim bim. Con này mà đúng. À, con này con thông còn gì nữa? Thông bộ tàn nó kinh. Thông Nhật hả? Vâng, Nhật. Hả? Vâng. Đây Nhật luôn. Đây toàn đồ thắng. Nghệ thuật ở cái rễ, cái cành này. Đây là phần cành. Rồi. Cố tình nó đưa cái rễ lên. Đẹp nhé. Đó là cái kỹ thuật làm bonsai của người Nhật. Nhật. Quá giỏi. Bao giờ nó cũng phải khó. Rất nhỏ, cầm gọn trên tay. Cái này, cái này như nhỉ? Nó cấy bộ rễ vào xong nó ghép cái cây này chứ không phải nó đéo đâu. Vâng, chủ nhân báo giá 12 triệu cái cây thông này. Ừ. Đang cầm trên tay. À, nó gặp thôi. Ừ. Nhưng mà đồ ăn của nó đây này, trắng trắng này. Thế là giống. Không, đây người ta cái viên viên đây cơ mà. Giá thể đất đấy. Rượu. À cái gì gọi là cái 12 triệu. Vâng. Vừa mình đọc 7 triệu cho kia mua. Mẹ vừa đọc 7 triệu nó chạy mất dép. Mới được ra lửa. Anh ơi, đây này. 400 thùng. 400 thùng. Đúng chất bonsai đó. Cấp luôn. Cái này anh bán thế nào? Cái 7 triệu. Cái này 7 triệu. Cái này thì 12 đúng không? Cái này kia nó lại thật hơn. Mỗi cây đẹp một kiểu, cái này tiền đã khác. Thì cái này tiền lại khác. Đúng rồi, đi ăn đã rồi, mẹ không có mò mắt mẹ rồi nhá. Quá dài. Cô ơi, đi cái sang con đi. Anh không chụp quá đi. Đây có rất nhiều cây trang, hoa vàng và hoa đỏ. Bày bán. Mua. Không. Mua. Mua. Vâng, ở đây tôi đã nhìn thấy một cái cây phi lao. Một cây phi lao cỡ lớn, dáng lão mai. Tôi phải đứng từ xa để lấy hình. Long. Ông đứng cửa, cho tôi cửa, tôi ra đấy là vừa. Đứng qua. Đứng qua thì anh kia đây, tôi kia đây về. Cả cái chúng thủy rồi. Vâng anh kia, đây có người không? Anh ơi đâu rồi? Tôi bắt đầu đâu.
Vâng, cây già và đã lũa tự nhiên, lũa phần lõi này. Cái vòng là cái sau vòng này, sau này cái này nếu ra ăn ngay kiểu như thế cái. Và đây cũng là một tác phẩm phi lao được bày bán tại khu chợ cây cảnh. Cây phi lao rất đẹp. Đây là một cây tùng, tùng tuyết. Vâng, tôi xin dừng video clip tại đây để chuyển sang một video mới. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.